Xin trân trọng kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là chủ kênh YouTube Huyền Audio. Anh em chúng em thì bắt tay hơi nhiều rồi. Hôm nay là có ít hàng về, hàng vãi xịn, cao cấp nên anh em chung cửa, chung hàng để cùng kiếm và ăn. Đấy, cùng kiếm và ăn nhé. Mong muốn là các bác ủng hộ anh em chúng em rất nhiều. Trên đây là cái lô sản phẩm loa bãi, loa súp và loa full ram. Với mã sản phẩm là đồng bộ của DMX Full Option Combo. Cái này thì gần như đồng bộ hết luôn, gần như đồng bộ hết luôn nhé. Bởi vì thiếu đẩy vang số mic không dây. Đấy, thế thôi, gần như đồng bộ hết luôn, chỉ có súp với full thôi. Với tổng bộ sản phẩm ngày hôm nay về đó là 4 chiếc súp và 8 chiếc full ram, tức là 4 súp và 4 đôi loa full. Đó, đây là cái loa mà anh em cho anh em vừa tháo ra. Đây là phần tần này, DMX. Phần tần của DMX là luôn luôn theo kiểu này nhá. Đấy, model này ES12 này. Đấy, mạch này là mạch nắn EQI nhá. Đấy, trên đây là cái cổ check này. Cổ check này là của BNC CD4450. Con này là 50W 8 ohm. Và côn 44. Con này cũng 14. Đó, cũng 14. Và đây là cổ bass của DMX với công suất là 500W trên 8 ohm, của mã là MBE12-500 của DMX. Đó, từ 190 côn 76. Đó, Hưng Yên một ngày mưa gió em quay nhanh, không là nát nữa là mưa to. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu qua cho các bác nhé. Rồi em sẽ đặt đúng cái thùng lên này. Thùng này là thùng gỗ dán bạch dương cao cấp. Và đây là cái phần thông tin của cái hậu loa này, ES12. Đó, thông tin Serino đầy đủ hết nha, cho các bác yên tâm nhé. Con này thì sử dụng là hai lỗ thoát đường sau, một tay sách đằng sau. Đấy, và hàng của DMX thì các bác và anh em hoàn toàn yên tâm nhé. DMX xịn luôn chứ không phải là DMX Poké. DMX. Đó, trên đây là cái loa súp thì em sẽ quay luôn này, báo qua nhanh để còn dọn đồ không tí nữa mưa to. Cổ loa bát này là cổ bát của BNC. Con này với mã là mã bát, mã của loa bát là 18 NF18-600 với công suất là 600W khởi chạy. Chương trình là 1200. Và công suất peak là 2400W. Nên cổ bát này các bác chỉ cần con đẩy tầm 1000W là có thể đánh được, rất là căng, tức ngực luôn. Đó. Bát thiết kế theo form thùng của dòng Martin. Đó. Với mã của súp đó là 18C. Để các bác xem đây. Bát thì họ ghi là 600W, trên đây họ ghi là 700W. Thế mới tải. 38Hz đến 150Hz này. Đó. Đấy. Rất là xịn sò luôn cho các bác nhé. Hàng cao cấp, xịn của công ty DMX. Bây giờ em sẽ báo giá cho các bác này. Với loa full, anh em chúng em đang giới thiệu và báo giá cho các bác với mức giá chỉ bằng 1/3 mới của những cặp DMX ES12 này, nhập khẩu chính hãng, hàng mới do các công ty đang có phân phối tại Việt Nam. Giá nó khoảng 27 triệu. Và giá của những cái cặp loa này trên thị trường hiện tại, tùy vào tình trạng đẹp, xấu theo thời gian, tầm này, tầm nọ, tầm kia, ví dụ tầm 1 năm trước nó khác, và tầm 8 tháng trước lại khác, và tầm 1 năm rưỡi trước lại khác. Đấy, các bác nhá, giá của những cặp loa này dao động khoảng từ là 9 triệu 7 đến 10 triệu 600 trên một cặp. Và anh em chúng em xin chào giá bằng 1/3 mới 27 triệu. Anh em chúng em chào giá bán cho các bác có 9 triệu một đôi loa full ram. Đấy, súp thì em không báo giá đâu nhé, bởi vì em chưa tìm hiểu. Súp này thì em sẽ báo giá, hiện tại anh em chúng em đang có giới thiệu ở đây và bán là chỉ có vào, các bác đoán thử xem bao tiền. Đấy, bây giờ các bác đoán thử xem là súp này trên thị trường nó bao tiền. Súp này trên thị trường nếu như các thương hiệu khác loanh quanh tầm từ 4 triệu 8 đến 5 triệu rưỡi một quả. Nhưng đây là súp DMX hàng xịn, và các bác nhìn này, từ cái chân cọc cũng có DMX. Mà con này là hàng xịn, giá em bán cho các bác tròn số luôn, 5 triệu. 5 triệu tròn số luôn, 5 triệu. Với mức giá này gần như là đã thống nhất được thị trường rồi. Đang giá nên anh em ghét nào. Đấy,
Hôm nay là anh em chúng em là gan to hơn mọi hôm và bán giá rẻ, chứ còn như bình thường là không bao giờ có gan to đâu, gan nó bé lắm. Hương Yên một ngày mưa gió, anh em chúng em quay review với toàn thể các bác nô noa súp cộng với full gần như đồng bộ hết của DMX. Mọi thắc mắc cũng như ý kiến đóng góp các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ở dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về sản phẩm nhé. Đây, hàng về là cắt bao này, hàng đánh từ bên kia về là rạch ra cắt bao, giới thiệu review. Mong muốn là sẽ có nhiều sản phẩm chất lượng hơn, cao cấp hơn để anh em chúng em cùng review toàn thể các bác. Trên đây là video giới thiệu tổng quan về loa full ram và loa súp. Mọi thắc mắc cũng như ý kiến đóng góp, các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại để biết thêm thông tin về sản phẩm cũng như là phương thức đặt hàng, mua bán giao hàng. Và giá trên thì em xin phép được báo giá như vậy, còn ship hay chưa thì các bác liên hệ trực tiếp nhé. Bởi vì em ở báo nhỡ mồm văn nữa là vỡ mồm luôn đấy. Đây này, cụ kèn này rất là to, chất nặng. Nhìn cái quả phân tân thôi nó biết, ôi dồi ôi, nó hiếm và nó chất. Đây nhá, cụ rất là nặng, cụ này phải tầm 8 cân chứ không phải là 7 cân như anh em trên thị trường đang quảng cáo. Bát này 8 cân thì sao, nặng lắm. Đó. Trên đây là video giới thiệu tổng quan về cái nô sản phẩm loa subwoofer và full ram đồng bộ của DMX. Mọi thắc mắc cũng như ý kiến đóng góp các bác alo trực tiếp cho anh em chúng em. Anh em chúng em thì xin trân trọng kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau các bác nhá.